Có chứ, rất nhiều người Việt Nam đang học tiếng Nhật. Nhiều người sang đây làm việc ấy, cho nên là cũng phải học tiếng nữa. Hay. Ô thế à? Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì em đang có mặt ở đây là khu vực Asakusa của Tokyo, Nhật Bản. Giữa lòng thành phố Tokyo rất là hiện đại và nhịp sống tất bật và hối hả thì vẫn còn đấy những cái nét đẹp rất là truyền thống của người Nhật Bản. Đó là ở đây, chúng ta sẽ thấy có những chiếc xe kéo kiểu xưa đưa khách du lịch đi dạo quanh thành phố. Đặc biệt là có cả phụ nữ làm công việc này nữa luôn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về những chiếc xe kéo chở khách ở Tokyo, một nét văn hóa truyền thống vẫn còn lưu giữ lại tại nhiều địa điểm du lịch ở Nhật, không chỉ ở Tokyo mà kể cả ở dưới Arashiyama, ở dưới Kyoto, ở phía Nam cũng có cái loại hình xe kéo chở khách này. Vào thời phong kiến và thuộc địa ở Nhật thì xe kéo được sử dụng để làm phương tiện di chuyển cho người giàu và tầng lớp thống trị. Nhưng mà ngày nay thì ở, ví dụ như ở Tokyo, Nhật Bản này thì công việc này lại trở thành một cái đặc trưng nhỏ về văn hóa vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Nguồn gốc của xe kéo này bắt đầu ở Nhật Bản với cái tên là Jinrikisha, có nghĩa là xe dùng sức người, vào khoảng thế kỷ thứ 19. Trước đó thì từ thế kỷ thứ 17, dưới thời mạc phủ Tokugawa ở Nhật ấy, thì các phương tiện mà có bánh xe đều bị cấm. Cho nên là kể cả cái xe kéo này cũng bị cấm ở Nhật Bản nhé. Cho nên là phương tiện di chuyển phổ biến của giới quý tộc hồi đấy đó là sử dụng kiệu. Khi kết thúc thời kỳ Edo và bắt đầu vào thời kỳ Minh Trị vào năm 1868, lệnh cấm xe có bánh đã được dỡ bỏ và gần như ngay lập tức vào năm 1869 thì xe kéo đã được phát minh ở Tokyo. Ngày nay thì vẫn chưa ai biết được thực sự là người nào đã phát minh ra chiếc xe kéo này. Tuy nhiên thì có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng mà dù thế nào thì dù vào thời điểm hiện tại chúng ta vẫn có thể đi xe kéo tại Nhật Bản ở những khu du lịch đậm chất truyền thống như hiện tại ở chỗ này thì đang là Asakusa của Tokyo, hoặc là ở dưới phía nam là Higashiyama ở Kyoto, chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được cái xe kéo này. Nó cũng giống như một loại hình xích lô ở mình, nhưng mà đây là người ta chạy bộ, người ta kéo. Những người kéo xe này người ta gọi là Safu, tức là những người phu kéo xe, một cách gọi cho những người lái xe kéo ở Nhật. Họ cũng không chỉ là những người kéo xe thông thường mà họ còn đóng vai trò là những hướng dẫn viên du lịch tại điểm, giới thiệu cho du khách rất là nhiều những thông tin du lịch bổ ích. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua một chút về mức giá. Chiếc xe này thì thường sẽ có một hoặc hai khách ngồi trên xe. Như ở đây chúng ta có thể nhìn thấy bảng giá này. Nó sẽ có rất là nhiều cái mức thời gian. Đó. Từ 10 phút cũng có mà 20 phút cũng có. Ví dụ như ở đây chúng ta trải nghiệm 10 phút thôi mà một người thì sẽ là khoảng 4.000 yên. Là nó rơi vào khoảng tầm 680.000. Thế còn 5.000 yên thì nó sẽ rơi vào khoảng là 850.000 cho hai người. Đấy là trải nghiệm có 10 phút thôi, ngắn nhất đấy. Ví dụ chúng ta muốn trải nghiệm dài hơn một chút là 20 phút thì nó sẽ là 8.000 yên, tương đương với khoảng 1.360.000 cho hai người. Thế còn một người thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1.200.000. Nếu mà chúng ta muốn trải nghiệm dài hơn, ở đây nó có cả một cái lựa chọn option là 180 phút, tức là 3 tiếng. Mà nếu mà hai người thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 9.500.000. Thế còn nếu mà một người thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 7.800.000. Đấy, nó thì nó sẽ có đều, có rất nhiều những cái option như vậy để chúng ta lựa chọn. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một chút nhé. Chào bạn. Không, mình là người Việt Nam. Mình muốn trải nghiệm cái này, cái 4.000 yên cho một người này. Thế thì cho mình chọn cái này nhé. Mình có một mình thôi. Okay.
Không cần đâu em ạ, cứ để thế được rồi. Như trước đây thì cái công việc này là chủ yếu là do nam giới họ làm, nhưng mà hiện nay thì có rất nhiều người phụ nữ Nhật Bản cũng tham gia vào công việc này, một công việc khá nặng nhọc đấy. すごいね。はい、よろしく。はい、よろしくお願いします。じゃあ本日10分お時間いただいたので、今私の時計ちょうど14時55分。はい。なので10分後の3時15時55分15時5分過ぎに。はい。ここに、こちらになります。はい、よろしくお願いします。 Có uống nhiều rồi. Có, mình nhìn nó rất giống hình giọt bia. Hình giọt bia. あ、そうですか?そうなんです。なんで、みんな入れます。あ、はい。 Hiện tại chúng ta đang đi đây là mùa thu, chứ mà vào cái mùa hè nóng như thiêu như đốt thì công việc này phải nói là cực kỳ vất vả. Chưa kể những ngày mưa tuyết nữa nhé. Tuyết nó đóng băng ở trên đường và kéo xe này thì công việc phải nói là cực kỳ vất vả đấy. Thực sự là quá là khâm phục các bạn ấy luôn đấy. Một chiếc xe kéo như này, xe không là 90 cân. Thế còn nếu mà có khách vào nữa thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 tạ cho đến 2 tạ rưỡi. Nhiều khi có những cặp vợ chồng khách từ châu Âu đến họ có thể lên tới cả 2 tạ rưỡi đến 3 tạ. Đúng rồi, tại khách sạn. Không, mình thuê phòng ở Shinjuku. Có, mình ở ngay đấy mà, ở gần đấy mà. Cách đấy có mấy trăm mét luôn. Ừ, ở đấy đông lắm, và toàn người là người thôi. Mình ở cách đấy có mấy trăm mét thôi nên là ngày nào cũng đi qua đấy mà. Mặc dù công việc của họ nặng nhọc như thế này nhưng mà họ không có ngại đâu nhé. Mỗi người phu xe ở Nhật này họ luôn mang trong mình một cái sứ mệnh, đó là tái hiện một phần lịch sử văn hóa của nước Nhật và được thể hiện qua công việc lao động thường ngày của họ. Vì lẽ đó mà cái hình ảnh người phu xe như thế này, cần cù như thế này, cần cù chở khách tham quan luôn được người Nhật rất là coi trọng và họ thầm quý mến những người như thế này. Chưa? Chưa ăn bao giờ? Em ơi, cái người mà chạy đằng sau kia là sao đấy? Sao mà nó cứ chạy theo sau cái xe là sao? Học viên à? À, tức là đang luyện tập chứ chưa thành người kéo xe thực sự được đúng không? Kiểu như là đang luyện tập thôi. Luyện tập như thế này thì mất khoảng bao nhiêu thời gian? しなければならないですか?人それぞれ。はい。私は3ヶ月。ユラさんを3ヶ月。でも女の子はやっぱり上手にこう弾くのが難しくて筋肉がないから上手に使わないといけないんですけど、それが難しくて1年ぐらい。1年ぐらい。練習する人もいます。今日がね、 mệt phết anh em nhỉ. 疲れた。疲れる? Không, ý mình là bạn mệt ý nhé. Chạy 40 cây một ngày, quá kinh.
trung bình một ngày 40 cây cơ hả? Hai mươi ba mươi cây một ngày, quá là khỏe đấy. Mà sức khỏe thì là cái quý giá nhất rồi. Chạy như thế này hàng ngày thì nó sẽ rất là khỏe. オレンジ通り Đồ ngọt đấy hả? Cũng thích. Hai. Hai. À, so desu ka. Yura làm công việc này bao nhiêu lâu rồi? 2年間 やってました. Thế là lâu lắm rồi. 2 năm thì coi như là chuyên nghiệp rồi. Gần đây nhiều người học tiếng Nhật lắm. Với lại càng ngày càng có nhiều người sang đây làm việc nữa, cho nên là tiếng Nhật họ rất là cần thiết, cho nên họ học nhiều. Hay. À, so desu ka? Vietnam ni mo ikitai na. À, so so sono à, so desu ka. Hai. Arigatou gozaimasu. ゆっくり開くので体重背もたれでお願いします。今、よいしょ。屋根開けますね。屋根。はい。これか。はい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 。は
なんだっけこれキュンそれ最後ゆっくり戻っていきましょう。あ、はい、どうぞどうぞ。屋さん。あ、はい。うどんスープ。後で行ってみてください。はい。ご飯屋さん、はい。レストラン？あ、はい。quán gyo giá hả? Mình thì lại không thích ăn gyo giá lắm. Hi. Hi. À, そうですか. Người bên đây họ yêu thích truyền thống và khá là đề cao cái nghị lực sống và sức lao động và sống bằng sức lao động của chính bản thân mình.
Cho nên là ở Nhật Bản người ta rất tôn trọng và họ ít có cái nhìn khắt khe hoặc là coi thường với những người kéo xe. Nên là đây là một cái việc rất được họ tôn trọng. ラーメン屋さん。私が一番好きなんです。あ、そうですか。甘いろさんっていう天ぷら屋さんです。天ぷら屋さん。天ぷらは好きですか？はい。 Mình chắc là thích ăn món đồ nướng nhất. Thực sự thì là mình thích ăn bò Kobe nhất. Bò Kobe chắc là món thích nhất rồi, mặc dù là nó hơi đắt chút. Ừ, quá ngon luôn. Chúng ta đang đi đây là một cái trải nghiệm rất là ngắn thôi, nhưng mà qua đó chúng ta thấy là cái người Sa Phu ở đây họ ý thức được họ là một cái nhân chứng sống cho một phần lịch sử của đất nước họ. Cho nên là họ làm việc với lại một cái tinh thần rất là yêu mến và có trách nhiệm với lại cái công việc mà mình đang được làm. Không chỉ vậy mà những người Sa Phu họ lại nhận được cái sự quý trọng và cái nhìn tốt đẹp từ mọi người ở xung quanh. Điều này khiến cho họ càng cảm thấy tự hào và càng thấy yêu công việc của mình hơn để có thể phục vụ khách hàng một cách tốt hơn. Và trên hết đó là mức thu nhập không hề nhỏ đâu các bác nhé. Đây là cùng một công ty rồi em? ちっちゃい一人だけの会社も全部合わせると20社ぐらいあるって言われてます。はい。あ、ここの建物入ったことありますか？いや、めっちゃわかんない。観光センターって言うんですけど。あ、観光センターね。はい。一番ここからエレベーター入って乗って8階まで、一番上まで行くと展望デッキがあるんですよ。あ、そうですか。そうです。無料で入れます。無料で。ちょっと入ってみます。ありがとうございました。 Chúng ta vừa trải nghiệm ngồi ở xe kéo của Nhật rồi các bác nhé, do một người phụ nữ kéo. Ở đó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm không bao giờ quên đối với lại bản thân em. Xin cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.